Nghề giáo như một nghề chèo đò. Mỗi năm là một chuyến đò đưa các thế hệ học trò cập bến ước mơ. 45 năm qua, dưới mái trường Cao đẳng Hậu cần 2, những chuyến đò tri thức đã chuyên chở trên 81.000 cán bộ, nhân viên y tế về với các địa bàn biên giới hải đảo, các thôn bản từ Tây Nguyên đến Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ để chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân. Trong cuộc chiến tranh bảo vệ hai tuyến biên giới phía Tây Nam và phía Bắc của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Ở đâu có hoạt động của bộ đội thì ở đó có lực lượng quân y là các thế hệ học viên, sinh viên của nhà trường. Hàng trăm công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giáo trình, tài liệu giảng dạy y khoa cũng được ra đời từ mái trường này. Ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần hết lòng vì sự nghiệp chồng người ấy đã được cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường trao truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác, cùng nhau viết tiếp những chiến công đầy tự hào về sự nghiệp đào tạo ra những người thầy thuốc quân y, những cán bộ, nhân viên, ngành hậu cần quân đội vừa hồng vừa chuyên trên mảnh đất miền Nam thành đồng Tổ quốc. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta bắt tay ngay vào công cuộc phục hồi và tái thiết đất nước. Nhưng đất nước thanh bình, thống nhất chưa được bao lâu, thì tập đoàn phản động Pol Pot Ieng Sary đã phát động cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn trên toàn tuyến biên giới Tây Nam. Trước tình hình đó, Quân ủy Trung ương ra chỉ thị cho các lực lượng vũ trang nhân dân, các quân khu quân đoàn ở phía Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Tuy nhiên, một trong những khó khăn đặt ra lúc này là công tác bảo đảm quân y phục vụ chiến đấu, đặc biệt là cán bộ, nhân viên quân y tuyến cơ sở bị thiếu trầm trọng. Số lượng y sĩ trung cấp, y tá, dược tá và kỹ thuật viên sơ cấp bị thiếu tại các đại đội, tiểu đoàn lên đến hàng ngàn người. Trước tình hình đó, để bổ sung cán bộ, nhân viên quân y cho các quân đoàn, quân chủng, binh chủng của bộ và các đơn vị ở phía Nam, ngày 30 tháng 8 năm 1977, Tổng cục Hậu cần ký quyết định số 51/QĐH thành lập trường Trung học Quân y 2 trực thuộc Cục Quân y với biên chế 150 cán bộ nhân viên. Trong muôn vàn khó khăn thiếu thốn, những ngày đầu thành lập, nhà trường đã cố gắng bảo đảm tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy cho các lớp học với lưu lượng 600 học viên từ giảng đường, bàn ghế, phòng thực tập đến thư viện, vườn thuốc mẫu, dụng cụ giảng dạy và thu dung điều trị thương binh bệnh binh với lưu lượng 350 giường bệnh. Chế độ huấn luyện cũng được xây dựng và thực hiện nghiêm túc từ việc thông qua giáo án, giảng thử đến phụ đạo, kiểm tra, bình giảng, bình học. Tháng 1 năm 1978, nhà trường sáp nhập với Bệnh viện Quân y 115 thành một đầu mối trực thuộc Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần với tên gọi Trường Trung học Quân y 2. Đây là một quyết định quan trọng nhằm tăng cường lực lượng giáo viên thực hành lâm sàng cho nhà trường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho học viên tiếp cận lâm sàng bệnh viện sớm hơn, từ đó có thể rút ngắn thời gian huấn luyện, đáp ứng được yêu cầu bổ sung nhanh chóng số lượng y sĩ đang thiếu cho các đơn vị tuyến trước của bộ. Hình thức tổ chức trường, viện là một mô hình mới mẻ của công tác huấn luyện trong quân đội nói chung và của ngành quân y nói riêng. Trong buổi đầu thực hiện, nhà trường gặp không ít khó khăn, nhưng với quyết tâm cao, cán bộ, giáo viên nhà trường đã vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, dành nhiều tâm huyết, sức lực và trí tuệ để giảng dạy những học viên khóa 1 và 2. Cái lúc mới đấy thì rất khó khăn, thiếu thốn. Vì cái bệnh viện 85 lúc đó đang xây dựng dở dang, độ 3-4 tháng sau phải làm thêm một cái nhiệm vụ nữa là kiêm hiệu trưởng một trường trung học quân y mang quân y 2. Tôi thì có quen được một số việc ấy, nhưng mà chưa là làm hiệu trưởng, còn viện trưởng thì làm quen rồi. Bây giờ kiêm thì hơi vất vả. Cũng trong thời gian này, để đảm bảo đủ lực lượng quân y phục vụ cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế, tháng 1 năm 1979,
toàn bộ 86 học viên lớp K11 của nhà trường đã được đặc cách công nhận tốt nghiệp và lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia. Hai lớp chuyên tu y sĩ khóa 2 chỉ mới học được 1/3 chương trình cũng được điều động lên đường phục vụ quân y các đơn vị tuyến trước của quân khu 7, quân khu 9 và quân đoàn 4. Quán triệt phương châm giáo dục, nhà trường gắn liền với chiến trường. Hàng trăm học viên quân y cũng đã được nhà trường đưa sang Campuchia thực tập thực tế ở các đơn vị tuyến tiểu đoàn và bệnh xá trung đoàn thuộc quân đoàn 4. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong đời sống sinh hoạt, phải luôn cơ động theo bộ đội chiến đấu, nhưng các học viên của nhà trường đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao. Vừa làm nhiệm vụ chính của một quân y sĩ tập sự tuyến quân y tiểu đoàn, vừa thâm nhập rèn luyện những thao tác của một người lính bộ binh như luôn dừng truy kích giặc, cáng thương, tải gạo, tải đạn, đồng cam cộng khổ với bộ đội. Tại những khu vực bộ đội dừng chân tập kết, học viên y sĩ tranh thủ tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh, huấn luyện các động tác, 5 kỹ thuật cấp cứu cá nhân cho bộ đội. Không chỉ đưa học viên đi thực tế ở chiến trường Campuchia, nhà trường còn cử giáo viên đi nghiên cứu thực tế về tình hình thương vong và bệnh tật để làm cơ sở thực tiễn, bổ sung cho chương trình giảng dạy. Đồng thời, trường đã cử một đoàn cán bộ giáo viên mang theo tài liệu, mô hình tranh ảnh và các phương tiện huấn luyện sang Phnom Penh làm cố vấn và tham gia xây dựng khóa học y sĩ đầu tiên cho nước bạn, được chính quyền và quân đội bạn đánh giá cao. Để đảm bảo yêu cầu xây dựng lực lượng ngành quân y, tháng 11 năm 1982, Cục Quân y ra quyết định tách trường Trung học Quân y 2 và Bệnh viện Quân y 115 thành hai đơn vị độc lập. Đối với nhà trường, công tác đào tạo lúc này vẫn tiếp tục được đẩy mạnh nhằm tiếp tục bổ sung lực lượng cho các đơn vị đang làm nhiệm vụ quốc tế trên đất nước bạn. Theo sát hoạt động của bộ đội, nhiều lớp y sĩ được nhà trường tổ chức thi tốt nghiệp ngay tại chiến trường Campuchia. Những chiến công của thầy và trò trường Trung học Quân y 2 cùng với các đơn vị bạn đã góp phần giải phóng, hồi sinh đất nước Campuchia xinh đẹp trước thảm họa diệt chủng. Bước sang năm 1984, thực hiện chủ trương điều chỉnh tổ chức biên chế quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ngày 12 tháng 11 năm 1984, Bộ Tổng Tham mưu ký quyết định bàn giao trường Trung học Quân y 2 về trực thuộc quân khu 7. Ngay sau đó, ngày 10 tháng 12 năm 1984, Tư lệnh quân khu 7 ra quyết định số 1101/QĐ-84 sáp nhập trường Trung học Quân y 2 và trường Quân y quân khu 7 thành trường Trung học Quân y 2 quân khu 7. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh quân khu 7, trường Trung học Quân y 2 quân khu 7 từng bước khắc phục khó khăn, ổn định tổ chức, tập trung vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo chuyên tu y dược sĩ trung học, sẵn sàng nhận nhiệm vụ đột xuất do cấp trên giao phó. Trong giai đoạn từ năm 1984 đến năm 1989, nhà trường cùng lúc thực hiện hai nhiệm vụ, vừa đào tạo y dược sĩ phục vụ cho các mặt trận 479 và mặt trận 779, đồng thời tiên phong mở lớp thí điểm đào tạo y sĩ hệ dân sự, bổ sung nguồn nhân lực y tế cho đất nước. Cái mục đích mà mình xin mở hệ B ấy, là từ cái chỗ là gỡ cái khó khăn cho nhà trường và cải thiện đời sống giáo viên. Và cũng nhờ vậy mà giữ được cái số giáo viên lại thì chất lượng của nhà trường nó cũng được nâng lên. Dần dần nó mới lan ra cả bên Đại học Y khoa. Cái tiếng tăm này nhà trường lúc bây giờ là nhiều nơi người ta chú ý đến và ủng hộ. Với những bước đi táo bạo, đầy bản lĩnh của người lính bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, giáo viên, trường Trung học Quân y 2 sau này đổi tên thành trường Trung cấp Quân y 2 vào tháng 7 năm 2008 đã thật sự tạo ra bước ngoặt mới trong sự phát triển toàn diện của nhà trường. Từ việc chỉ đào tạo y dược sĩ trung cấp cho quân đội, trong giai đoạn từ năm 1988 đến năm 2018, nhà trường đã tiến xa hơn một bước là đào tạo y dược sĩ trung cấp phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tổ chức tuyển sinh và mở các lớp đào tạo y sĩ, dược sĩ, điều dưỡng không chỉ tại trường mà quy mô còn được mở rộng liên kết đào tạo với các bệnh viện nhà trường trong quân đội. Cùng với đó, nhà trường đã biên soạn nhiều giáo trình và tài liệu dạy học được nhà xuất bản y học cho xuất bản, lưu hành trong toàn quân.
ghi dấu ấn hơn 30 năm đào tạo, nguồn nhân lực y tế, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hoàn thành đào tạo hơn 6 vạn nhân viên y tế cơ sở, y tá thôn bản cho các địa phương phía Nam, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Và đào tạo quốc tế giúp bạn Campuchia. Nhà trường đã từng bước tạo lập và khẳng định uy tín, thương hiệu của một nhà trường quân đội về đào tạo nguồn nhân lực y tế cơ sở nơi cực Nam của Tổ quốc. Cán bộ chiến sĩ quân khu chúng ta, từ những người lính của mặt trận 479, mặt trận 79 ngày xưa, cho đến cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu ta hiện nay, và cả nhân dân nước bạn, nhân dân trên địa bàn quân khu, nhất là những vùng sâu vùng xa, đều hàm ơn những người thầy thuốc, những người thầy của trường Trung cấp quân 2, và những sản phẩm của họ chính là những người thầy thuốc ở khắp nẻo chiến trường, ở khắp địa bàn quân khu của chúng ta. Và ngày nay còn phải có một cái yêu cầu rất nặng nề mà trường quân 2 phải vượt qua, đó chính là khoa học kỹ thuật, đó là tinh học, đó là những thành tựu về y học, về dược học và các yếu tố khác thuộc khoa học kỹ thuật mà trường Trung cấp quân 2 phải vươn lên để mà tiếp cận, để mà xử lý, để có thể đáp ứng được cái yêu cầu đào tạo, yêu cầu điều trị, để mà góp phần xứng đáng cái công sức của mình vào các công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn quân khu. Hòa mình cùng dòng chảy phát triển của đất nước và quân đội, tháng 4 năm 2018, nhà trường được nâng cấp từ trung cấp lên thành trường cao đẳng quân y 2. Tháng 12 năm 2020, nhà trường đổi tên thành trường cao đẳng hậu cần 2 và được Bộ Quốc phòng chuyển giao nguyên trạng từ trực thuộc quân khu 7 về trực thuộc Tổng cục Hậu cần, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới cả về chiều rộng và chiều sâu. Tổ chức biên chế của nhà trường được tăng lên, nhiệm vụ đào tạo được mở rộng từ một đơn vị đào tạo đơn ngành về lĩnh vực y tế trở thành một nhà trường đào tạo đa ngành về hậu cần, quân nhu, tài chính, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ xây dựng quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, tạo nền tảng vững chắc để đến năm 2030 thực hiện chủ trương hiện đại hóa quân đội. Hiện nay nhà trường có 4 phòng 3 ban, 9 khoa và 2 tiểu đoàn với 5 đại đội quản lý học viên có chức năng nhiệm vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhân viên chuyên môn hậu cần theo 3 trình độ: cao đẳng, trung cấp và sơ cấp. Tổ chức nghiên cứu ứng dụng, phát triển và chuyển giao kỹ thuật công nghệ. Quyết định tới chất lượng đào tạo là đội ngũ giảng viên chất lượng cao. 98% giảng viên của nhà trường hiện có trình độ đại học trở lên, trong đó sau đại học chiếm hơn 38%. 100% giảng viên có trình độ sư phạm bậc 1 và bậc 2. Nhà trường có 18 đồng chí đạt nhà giáo giỏi cấp bộ, 8 đồng chí được tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú, 2 đồng chí được tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú, 32 đồng chí được tặng huy chương vì sự nghiệp giáo dục và 11 đồng chí được tặng huy chương vì thế hệ trẻ. Cùng với đội ngũ giảng viên chất lượng cao là môi trường học tập tiên tiến với những phòng học mô phỏng y học hiện đại, các phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn cao, các phòng học đa năng đạt chuẩn về trang bị như âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, máy vi tính lắp đặt cố định. Phòng điều hành huấn luyện được kết nối camera với các phòng học, giúp công tác kiểm tra, giám sát và nghiên cứu các hoạt động giáo dục đào tạo được thuận lợi. Thư viện có trên 4.000 đầu sách với trên 10.000 bản, 93 máy tính kết nối Internet phục vụ nhu cầu giảng dạy nghiên cứu của cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường. Đối với sinh viên ngành y thì lý thuyết dù có thuộc đến đâu đi chăng nữa vẫn hoàn toàn chưa đủ. Việc thực hành lâm sàng chiếm đến quá nửa thời gian của mỗi học viên. Nên có thể nói giỏi thực hành mới là yếu tố căn bản quyết định khả năng công tác sau khi ra trường. Từ thực tế đó, những kế hoạch, chương trình đào tạo chuyên sâu đã trở thành mối quan tâm chung của lãnh đạo nhà trường. Trong chương trình đào tạo, thời gian thực hành của học viên chiếm 65% số lượng tiết học trước khi bước sang giai đoạn thực tập tại các cơ sở y tế. Các giai đoạn thực tập được tổ chức hợp lý, từ thực tập kỹ thuật cơ bản đến thực tập chuyên ngành, thực tập tuyến cơ sở, thực tập tốt nghiệp. Xây dựng và hoàn thiện cái đội ngũ cán bộ giảng viên
về chất lượng cũng như về số lượng bằng nhiều hình thức, trong đó có đào tạo trong quân đội, ngoài quân đội, ngắn hạn, dài hạn, và xây dựng cái tập trung xây dựng cái chuẩn đầu ra theo hướng dẫn của cục nhà trường, của bộ phòng và thực tế của nhà trường, để học viên khi ra trường đáp ứng được cái yêu cầu và nhiệm vụ thực tế của đơn vị công tác, đổi mới chương trình, giáo trình, giáo án để cho kịp với cái chức năng nhiệm vụ mới, luôn bổ sung cái kiến thức mới, cập nhật kiến thức mới bổ sung vào cái chương trình, nhất là đặc biệt là công tác nghiên cứu khoa học phải đưa vào cái quy củ và có chiều sâu, và đây là cũng là chìa khóa thành công của người dạy và cái người học. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và biên soạn giáo trình giảng dạy là một trọng tâm lớn được nhà trường hết sức chú trọng. Trong 45 năm qua, đã có hơn 200 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được thực hiện và ứng dụng vào thực tiễn. Một số đề tài đã được Bộ Quốc phòng, Nhà nước cấp giải pháp hữu ích và được Bộ Y tế cho lưu hành trong cả nước. Đó là thành quả của cả quá trình miệt mài nghiên cứu, dám nghĩ dám làm và sáng tạo của nhiều thế hệ các nhà giáo đầy tâm huyết, trách nhiệm. Từ mái trường này, hàng chục nghìn y sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đã được điều động đến các đơn vị phía Nam và hệ thống y tế thôn bản trên địa bàn Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ để chăm sóc cho cán bộ, chiến sĩ và đồng bào, nhân dân nơi biên giới hải đảo. Nhiều học viên của nhà trường sau này đã phát triển thành những cán bộ y tế giữ chức vụ cao ở các đơn vị cơ sở y tế trong và ngoài quân đội. Đây là những thành công mang ý nghĩa chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng sâu sắc. Trong quá trình học tập tại nhà trường thì chúng tôi rất nhiều kỷ niệm. Những cái buổi học tập ôn bài, những cái buổi đi dã ngoại, hành quân dã ngoại ban đêm, những cái buổi đi dã ngoại tận các rừng sâu. Thậm chí có đồng đội tôi đã đi dã ngoại tận Campuchia. Lúc đó chiến trường Campuchia cũng đang chưa ổn định, mà tôi cũng cố gắng tạo điều kiện rèn luyện ở nơi thực tế để sau này ra công tác ngày càng tốt hơn. Chúng tôi luôn luôn là có một cái quan niệm rằng là học tập là phải rèn luyện toàn diện, từ văn thể mỹ cho đến tác phong thái độ chấp hành mọi cái kỷ luật kỷ cương. Sau những giờ dạy đầy tâm huyết trên giảng đường, những người thầy thuốc nơi đây lại miệt mài bên trang giáo án, đúc rút tổng kết, biên soạn, truyền thụ kinh nghiệm cho lớp lớp thế hệ học trò. Nhiệm vụ vất vả gấp đôi, nhưng niềm tin của họ cũng được nhân đôi khi chứng kiến sự trưởng thành từng ngày của những học viên họ đang hết mình dạy dỗ, ươm mầm. Quan điểm đào tạo, nâng cao y đức, phát triển y thuật xuyên suốt luôn thấm nhuần toàn bộ nội dung đào tạo ngành y của trường Cao đẳng Hậu cần 2. Đó là rèn luyện cho được đạo đức, lương tâm của người thầy thuốc. Đúng như lời Bác Hồ dạy, người thầy thuốc giỏi, đồng thời phải là như người mẹ hiền. Hình ảnh người thầy thuốc của trường Cao đẳng Hậu cần 2 còn gần gũi thân thương với đồng bào, nhân dân cả nước trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19. Gần 3 năm qua, khi cả nước đang ở thời điểm cam go của cuộc chiến với đại dịch COVID-19, trước sự gia tăng ngày càng nhanh của các ca nhiễm COVID-19, trong đoàn quân tình nguyện lên đường chống dịch từ các bệnh viện, học viện, nhà trường quân y trong và ngoài quân đội ở khắp mọi miền Tổ quốc, có hơn 400 cán bộ, học viên của trường Cao đẳng Hậu cần 2. 3 ca kíp luân phiên 24/24 giờ. Trong bộ đồ bảo hộ giữa thời tiết nắng nóng, cơ sở vật chất còn hạn chế, cùng với những người lính quân y tại các bệnh viện dã chiến 5A, 5D của Bộ Quốc phòng, cán bộ học viên của nhà trường đã ngày đêm chiến đấu với thời gian để hướng dẫn điều trị và chăm sóc các bệnh nhân COVID-19 với tinh thần tất cả vì người bệnh. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tại các bệnh viện dã chiến, các khu cách ly, cán bộ học viên của trường Cao đẳng Hậu cần 2 cũng là lực lượng quân y nòng cốt được điều về các trạm y tế lưu động, hỗ trợ lực lượng y tế cơ sở xét nghiệm nhanh, hướng dẫn chăm sóc điều trị cho người mắc COVID-19 tại nhà, giúp các bệnh nhân COVID-19 nhanh chóng được tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, giúp giảm thiểu bệnh nhân tăng nặng, giảm tỷ lệ tử vong. Và khi thành phố dần trở về cuộc sống bình thường mới, những người lính quân y của trường Cao đẳng Hậu cần 2 lại trở về với giảng đường quen thuộc để viết tiếp ước mơ trở thành người thầy thuốc. Với những thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19, nhà trường đã vinh dự được nhà nước tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3,
2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, cùng hàng trăm lượt tập thể và cá nhân được Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần, Quân khu 7 và địa phương biểu dương khen thưởng. Đã tham gia một cách chủ động, tích cực đối với phong trào chống dịch địa phương như là bệnh viện Dã chiến, tổ lấy mẫu, đội tiêm vaccine, tổ quân y giúp địa phương trong cái điều trị COVID một cách nghiêm túc và khoa học. Cái thứ năm nữa là cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, đã là gương mẫu trong công tác phòng chống dịch. Đó là yếu tố mà để giúp cho toàn bộ nhân viên của nhà trường tham gia phòng chống dịch một cách là nhiệt tình, không ngại khó, không sợ nhiễm bệnh, không sợ nguy hiểm. Nhà trường đã lên tham gia phòng chống dịch hơn 400 người để cùng địa phương tham gia phòng chống dịch và sẵn sàng gác lại mọi khó khăn của gia đình, của đơn vị để tham gia phòng chống dịch. Những chiến công mà trường Cao đẳng Hậu cần 2 đạt được trong suốt 45 năm qua đều xuất phát từ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của tổ chức đảng các cấp, đã tập hợp, thống nhất ý chí và hành động, phát huy tinh thần dân chủ để mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên nguyện cống hiến sức lực, trí tuệ, xây dựng và phát triển nhà trường, để những chuyến đò tri thức từ nhà trường sẽ trở thành những kinh nghiệm quý báu tại đơn vị. Mỗi thành công còn là sự in dấu vai trò đặc biệt quan trọng của lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ. Những vị lãnh đạo đáng kính đã hiện thực hóa những nghị quyết trở thành chủ trương, chiến lược, hành động cụ thể, chèo lái con thuyền Cao đẳng Hậu cần 2 vượt qua mọi khó khăn, không ngừng tiến lên phía trước, để nhà trường hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm, luôn có sự cống hiến, đóng góp thầm lặng của các cơ quan nghiệp vụ tham mưu về công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác đảng, công tác chính trị, công tác tham mưu hành chính, hậu cần kỹ thuật, tài chính, công tác quản lý học viên. Những công việc, những con người không mấy khi được vinh danh, nhưng lại chính là những mắt xích quan trọng trong tham gia vận hành mọi hoạt động trong toàn trường. Với trách nhiệm xã hội cùng tấm lòng nhân ái của người lính, nhà trường cũng tích cực tham gia các hoạt động hiến máu nhân đạo, thắp nến tri ân, trao tặng nhà nghĩa tình quân dân, nhà đồng đội, phối hợp với nhiều bệnh viện, cơ quan, đơn vị tổ chức các chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng chục ngàn người dân và gia đình chính sách ở những nơi vùng sâu. Mỗi chuyến công tác về với đồng bào cũng là đợt đi thực tế của các cán bộ, giảng viên, học viên để thế hệ trẻ thêm quý trọng giá trị ngày hôm nay mà thế hệ cha anh đã dày công vun đắp, ý thức sâu sắc tinh thần vì nhân dân mà phục vụ của những người lính quân y. Tập thể đã nỗ lực cố gắng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện và xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Trong giai đoạn mới, khi nhà trường được Bộ Quốc phòng bàn giao về trực thuộc Tổng cục Hậu cần, nhiệm vụ phát triển và yêu cầu mọi mặt cũng cao hơn. Nhưng tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên nhà trường nguyện đoàn kết, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, dạy tốt, học tốt, kỷ luật nghiêm, phục vụ tốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên con đường phát triển đi lên của nhà trường, những bước tiến dài, bền vững, đúng hướng luôn có sự quan tâm định hướng của lãnh đạo Quân khu 7 trước đây cũng như Tổng cục Hậu cần ngày nay. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế cũng luôn quan tâm theo dõi từng bước trưởng thành của nhà trường, sẵn sàng có những quyết định giúp nhà trường tháo gỡ khó khăn vướng mắc, ủng hộ những bước đi táo bạo của nhà trường trong quá trình hoạt động để trường Cao đẳng Hậu cần 2 hôm nay vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trung tâm đào tạo có quy mô lớn và uy tín cao của quân đội ở khu vực phía Nam. Với những đóng góp to lớn trong chặng đường gần nửa thế kỷ, trường Cao đẳng Hậu cần 2 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 huân chương chiến công và 4 huân chương bảo vệ Tổ quốc cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Vinh quang này được bắt nguồn từ sự tận tâm, tận lực
chủ động, sáng tạo, không ngại hy sinh gian khổ, đoàn kết thống nhất, bám sát bộ đội, bám sát chiến trường, phục vụ bộ đội, phục vụ nhân dân. Đây là động lực quan trọng để nhà trường hoàn thành sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Tổng cục Hậu cần cũng như của quân đội và cả nước, góp phần đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cán bộ chiến sĩ trong trường, nhất là cán bộ chủ trì, thì đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, luôn luôn đoàn kết, hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ mà trong 2 năm vừa qua sau khi được tổ chức lại thành trường cao đẳng Hậu cần 2 Tổng cục Hậu cần. Trong thời gian tới thì trường cao đẳng Hậu cần 2 cần phải phát huy tốt hơn nữa về truyền thống 45 năm qua. Đặc biệt công chí thường xuyên phải quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ giảng viên, học viên có đầy đủ phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm để đào tạo các cái nội dung mà theo chương trình đào tạo đã đặt ra, đặc biệt là những nội dung mới về hậu cần mà theo chương trình mới bổ sung. Xây dựng cái kế hoạch chương trình đào tạo sát đúng và phù hợp với các chỉ tiêu, các đối tượng đào tạo mới, nhất là các cái chuyên ngành của hậu cần. Thứ hai, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đặc biệt là các cái mô hình học cụ, thao trường, bãi tập, giáo án, tài liệu để tập trung đào tạo cho đạt kết quả tốt, để xây dựng cái đội ngũ nhân viên hậu cần có đầy đủ phẩm chất, năng lực để biên chế cho các đơn vị trong toàn quân. 45 năm qua là một chặng đường đầy gian lao thử thách để trường cao đẳng Hậu cần 2 hôm nay tiếp tục trưởng thành và phát triển. Truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, dạy tốt, học tốt, kỷ luật nghiêm, phục vụ tốt sẽ là tiền đề để thế hệ hôm nay và mai sau của nhà trường tiếp bước, nỗ lực không ngừng nghỉ trong sứ mệnh vinh quang vì sự nghiệp chồng người, đào tạo nguồn nhân lực, ngành hậu cần quân đội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, tô thắm truyền thống vẻ vang của ngành hậu cần quân đội anh hùng, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, hết lòng phục vụ bộ đội, phục vụ nhân dân.